điểm số đầu tiên dành cho các cầu thủ Thái Bình. Lứa tuổi đoàn tầm 16 tuổi. Cho các cầu thủ Thái Định. Với sức trẻ của mình thì các cầu thủ Nam Thái Định đang chiếm lợi thế và chúng tôi đầu tiên. Điểm số thứ ba dành cho cầu thủ Thái Định. Điểm số được rút ngắn xuống còn 4-3 dành cho các cầu thủ Phú Linh. Lỗi của các cầu thủ Thái Định. Điểm số được rút ngắn xuống còn 4-5 dành cho các cầu thủ Phú Linh.
sẽ có được cân nặng 8 lần dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Điểm số đều tăng lên 98 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Bóng cao ngoài, điểm số được lên 18 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Điểm số được lên 12-8 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh, dành cho các cầu thủ Phú Linh. Chúng ta đều lưu ý. Thời gian hội ý kết thúc, hai đội trở sân để chúng ta tiếp tục trận đấu. Số được lên 13-8 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Điểm số được lên 14-8 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Điểm số được rút ngắn nhưng mà 9-14 dành cho các cầu thủ Vô Linh. Tấm bóng không qua lưới. Điểm số tiếp tục được rút ngắn nhưng mà 10-14 dành cho các cầu thủ Vô Linh. Điểm số được lên 15-10 dành cho cầu thủ Nam Thái Thịnh. Bóng trong sân. Điểm số được rút ngắn xuống còn 11-15. Điểm số được lên 16-11 dành cho các cầu thủ Thái Thịnh. Chúng tôi cũng đang chiến đi. Điểm số được chiến thắng chung còn 12-16. Không qua lưới. Điểm số được rút ngắn xuống còn 13-16 dành cho các cầu thủ Vô Linh. Không hiểu lý do của các cầu thủ Thái Thịnh. Tiếp tục một điểm số được rút ngắn xuống còn 14-16 dành cho các cầu thủ Vô Linh. Điểm số được lên 17-14 dành cho cầu thủ Vô Linh.
cái nhắn ra ngoài. Và chú được rút ngắn trong vòng 15, 17 dành cho các thủ chú đây. Thank you.
bóng ra ngoài. Điểm số được lên 8-2 dành cho các đội Phú Ninh. Điểm số được rút ngắn xuống còn 3-8 dành cho các đội Cá Linh.
Điểm số là 16-9 dành cho các cầu thủ của đây. Điểm số được rút ngắn 10-16 dành cho các cầu thủ của đây. Điểm số thứ 10 dành cho đội tuyển Anh. Bóng chắc sân. Điểm số được rút ngắn xuống còn 11-17 dành cho đội tuyển Anh. Thank you.
dành cho các bạn giáo dục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Văn Kiệt, áo số 1 đang đi đâu? Thank you.